Bạch Thế Tôn vì ngã thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh là rốt giáo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì ngã vô tướng vô đắc vô niệm vô tri nên trí nhất thiết trí vô tướng vô đắc vô niệm vô tri là rốt giáo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn vô nhị thanh tịnh nên vô đắc vô quán. Phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn vì duyên gì mà nói vô nhị thanh tịnh nên vô đắc vô quán là rốt giáo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì không nhiễm tịnh nên rốt giáo thanh tịnh. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn vì ngã không biên giới nên sắc không biên giới. Phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên sắc không biên giới là rốt giáo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt giáo là không, không biên giới là không nên rốt giáo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên thọ tưởng hành thức không biên giới. Phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên thọ tưởng hành thức không biên giới là rốt giáo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt giáo là không, không biên giới là không nên rốt giáo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên nhãn xứ không biên giới. Phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên nhãn xứ không biên giới là rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện vì rốt giáo là không không biên giới là không nên rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì ngã không biên giới nên nhĩ tĩ thể thân ý xứ không biên giới Phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên nhĩ tĩ thể thân ý xứ không biên giới là rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện vì rốt giáo là không không biên giới là không nên rốt giáo thanh tịnh Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên sắc xứ không biên giới, Phật dạy, như vậy là rốt giáo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên sắc xứ không biên giới là rốt giáo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt giáo là không, không biên giới là không nên rốt giáo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên thanh hương vị xúc pháp xứ không biên giới, Phật dạy, như vậy là rốt giáo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới, nên thanh hương vị xúc pháp xứ không biên giới là rốt giáo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt giáo là không, không biên giới là không, nên rốt giáo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới, nên nhãn giới không biên giới. Phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên nhãn giới không biên giới là rốt giáo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt giáo là không, không biên giới là không nên rốt giáo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc. Cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không biên giới. Phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên sắc giới cho đến cao thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không biên giới là rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện vì rốt giáo là không không biên giới là không nên rốt giáo thanh tịnh